Chào các em, hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em nội dung môn tin học chính ở học kỳ 2. Trước khi vào nội dung mới, cô sẽ nhắc lại một số kiến thức. Thứ nhất, cách tô màu nền cho trang chiếu. Các em chú ý quan sát thao tác và ghi nhớ lại kiến thức. Khi chúng ta khởi động phần mềm trình chiếu, một trang chiếu mới được tạo với nền màu trắng. Để tạo thêm các trang chiếu mới, chúng ta sẽ nháy chuột phía dưới trang chiếu hiện tại và nhấn phím Enter. Để tô màu nền cho trang chiếu, chúng ta sẽ thực hiện thao tác nháy chọn trang chiếu cần tạo màu nền. Mở dãy lệnh Design. Ngay tại nhóm Background, chúng ta sẽ nháy mũi tên bên phải tên nhóm. Hộp thoại được mở ra, chúng ta có một số kiểu màu nền để mình lựa chọn. Thứ nhất là màu đơn sắc. Nếu muốn đóng hộp thoại, các em sẽ nháy vào nút Close hoặc là Apply to On để các em áp dụng màu nền cho tất cả các trang chiếu còn lại. Nếu không, chúng ta sẽ chọn trang chiếu tiếp theo và chọn màu nền. Thứ hai là kiểu màu nền được pha trộn từ nhiều màu. Thứ ba là kiểu mẫu có sẵn. Các em chọn vào lệnh Texture. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng một cái hình ảnh để làm nền cho trang chiếu bằng cách chọn vào lệnh File để dẫn đến nơi lưu hình ảnh. Các em nhấn chọn hình và chọn lệnh Insert. Đó là các thao tác cần thiết để các em tự tạo màu nền cho trang chiếu theo ý muốn của mình. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng mẫu định dạng trang chiếu có sẵn. Lợi ích của việc sử dụng mẫu định dạng trang chiếu có sẵn sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian trong việc chọn màu nền và định dạng các đối tượng trên trang chiếu. Các em quan sát thao tác. Tương tự, các em sẽ nháy chọn trang chiếu cần áp dụng mẫu định dạng. Mở dãy lệnh Design. Trong nhóm Dem thì chúng ta có một số mẫu định dạng có sẵn. Các em sẽ lựa chọn mẫu thích hợp. Lưu ý, mẫu định dạng cho chúng ta bao gồm màu nền của trang chiếu, nội dung văn bản và vị trí hoặc là cách sắp xếp các đối tượng trên trang chiếu đó. Bây giờ các em sẽ quan sát hai trang chiếu ở hình 1 và hình 2 và so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa hai trang chiếu này.
sau khi các em đã quan sát và thấy điểm khác nhau. Như vậy, trên trang chiếu ngoài đối tượng là văn bản, thì các em còn thấy có đối tượng nào khác nữa? Đó chính là hình ảnh. Vậy để chèn thêm hình ảnh và các đối tượng khác vào trong trang chiếu, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Cô sẽ hướng dẫn các em nội dung kiến thức ở bài 10 thêm hình ảnh vào trang chiếu. Ở bài 10 chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai nội dung chính. Một là cách chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu. Hai là chúng ta sẽ tìm hiểu cách thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh. Các em chú ý quan sát và xác định hình ảnh là dạng thông tin như thế nào. Thì chúng ta đã biết hình ảnh là một dạng thông tin trực quan và dễ gây ấn tượng nhất. Ngoài hình ảnh, thì trên trang chiếu của chúng ta còn có những đối tượng nào khác nữa không? Ngoài hình ảnh, trên trang chiếu chúng ta sẽ có một số đối tượng khác như biểu đồ, tệp âm thanh, bảng và các đoạn phim hay còn gọi là đoạn video. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể chèn các đối tượng này vào trong trang chiếu? Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất. Để chèn hình ảnh vào trong trang chiếu thì các em chú ý quan sát thao tác. Muốn chèn hình ảnh vào trang chiếu để minh họa, chúng ta sẽ thực hiện thao tác. Đầu tiên là chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh. Tiếp theo các em mở giải lệnh Insert. Trong nhóm Image các em sẽ chọn lệnh Picture. Tiếp tục các em sẽ mở thư mục nơi chứa hình ảnh mà các em muốn chèn vào trang chiếu. Các em sẽ nháy chọn hình ảnh và chọn lệnh Insert. Các em chú ý vị trí của hình ảnh được chèn vào trang chiếu. Cô sẽ tóm tắt lại các bước thực hiện để các em dễ ghi nhận. Ngoài việc sử dụng giải lệnh Insert và lệnh Picture để chúng ta chèn hình ảnh, còn cách nào khác để chúng ta có thể chèn hình ảnh minh họa vào trong trang chiếu nữa không? Bước đầu tiên, các em sẽ mở thư mục nơi chứa hình ảnh trên máy tính. Các em nháy chọn hình ảnh và nhấn tổ hợp phím Ctrl C hoặc nháy chuột phải lên hình ảnh, chọn lệnh Copy. Sau khi hình ảnh đã được lưu vào trong bộ nhớ, các em mở trang chiếu cần chèn hình và nháy chuột phải tại vùng trống của trang chiếu
chọn lệnh Bát để dán hình ảnh vào. Các em lưu ý là chúng ta không thực hiện được thao tác dán hình ảnh trên khung văn bản. Nếu trường hợp các em nháy chuột phải lên khung văn bản thì chúng ta sẽ không thực hiện được thao tác dán hình ảnh. Như vậy chúng ta có hai cách để dán hình ảnh vào trong trang chiếu. Ngoài ra cô sẽ hướng dẫn thêm các em cách dán hình ảnh bằng cách sử dụng bộ sưu tập hình ảnh có sẵn trong phần mềm trình chiếu PowerPoint được tạo sẵn. Các em chú ý quan sát bộ sưu tập hình ảnh này được tạo sẵn trong phần mềm trình chiếu PowerPoint hỗ trợ chúng ta trong trường hợp máy của chúng ta không có hình ảnh để chèn minh họa. Để mở bộ sưu tập này, chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau. Thứ nhất, các em sẽ nháy chọn trang chiếu các em cần chèn hình ảnh. Mở giải lệnh Insert. Trong nhóm Image, các em thấy có lệnh Lift Up. Khi nháy chọn, chúng ta sẽ thấy bên tay phải của cửa sổ. Để hiển thị bộ sưu tập, các em sẽ nháy vào lệnh Go. Khi các em nháy chọn lên hình, hình ảnh sẽ hiển thị ngay trên trang chiếu. Đó là một số cách để chúng ta chèn hình ảnh vào trong trang chiếu. Tương tự cho việc chèn hình ảnh, chúng ta cũng có thể chèn các đối tượng khác vào trong trang chiếu như là bảng, biểu đồ, các tiệp âm thanh, đoạn phim. Các em chú ý giùm cô giải lệnh Insert. Để chèn bảng, các em sẽ chọn lệnh Table. Để chèn biểu đồ, các em sẽ chọn lệnh trong nhóm Illustration. Để chèn các tiệp âm thanh hoặc video, chúng ta sẽ sử dụng nhóm Media. Các em chú ý quan sát trang chiếu hiển thị trên màn hình. Các em có nhận biết được điểm chưa hợp lý trên trang chiếu này hay không? Hai hình ảnh này có đặt đúng vị trí và kích thước của nó có phù hợp với nội dung trang chiếu hay chưa? Làm thế nào để chúng ta điều chỉnh được kích thước và vị trí của các hình ảnh cho phù hợp với nội dung trên trang chiếu? Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ hai. Cô sẽ hướng dẫn các em cách thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh. Để thay đổi vị trí của hình ảnh, chúng ta sẽ thực hiện thao tác như thế nào? Các em chú ý quan sát. Các em thấy là nội dung văn bản với lại hình ảnh nó chưa khớp với nhau. Như vậy cô sẽ di chuyển cái hình ảnh chú cún này sang bên tay phải bằng cách cô sẽ nháy chuột lên trên hình ảnh và cô sẽ kéo thả đến cái vị trí mà cô mong muốn.
em sẽ ghi nhận lại thao tác thực hiện. Tiếp theo, để thay đổi kích thước của hình ảnh thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Các em quan sát. Khi chúng ta chèn hình ảnh vào trang chiếu thì vị trí của hình ảnh sẽ nằm ở giữa trang chiếu và kích thước sẽ khác nhau. Thì hình ảnh các em thấy trên màn hình có kích thước quá lớn so với trang chiếu. Để chỉnh sửa kích thước của hình ảnh này thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác. Đầu tiên các em sẽ nháy chuột lên hình ảnh. Để chọn hình ảnh thì các em thấy là xuất hiện ở bốn cạnh của hình ảnh sẽ là các ô vuông nhỏ và bốn góc của hình ảnh là các dấu tròn nhỏ. Để thay đổi kích thước ngang và dọc của hình ảnh thì các em sẽ thực hiện thao tác kéo thả chuột trên các ô vuông. Để giữ nguyên tỷ lệ kích thước của các cạnh hình ảnh thì các em sẽ thực hiện thao tác kéo thả chuột trên nút tròn nhỏ ở bốn góc. Khi đó, tỷ lệ giữa các cạnh của hình ảnh của chúng ta sẽ được giữ nguyên mà không bị thay đổi. Cô sẽ tóm tắt lại các bước thực hiện để chúng ta ghi nhận. Tiếp theo, thay đổi thứ tự lớp hình ảnh. Thứ tự lớp hình ảnh có nghĩa là chúng ta sẽ đem hình ảnh lên lớp trên hoặc lớp dưới của các đối tượng trên trang chiếu. Cô có ví dụ các em chú ý quan sát. Ví dụ cô có nội dung văn bản là chữ Hà Nội. Cô thực hiện thao tác chèn hình ảnh minh họa vào cho trang chiếu này. Khi cô chèn hình ảnh vào thì hình ảnh này sẽ che lấp mất nội dung văn bản của chúng ta là chữ Hà Nội. Có nghĩa là hiện tại hình ảnh đang nằm ở lớp trên cùng của trang văn bản. Để thực hiện thay đổi, chúng ta sẽ nháy chọn hình ảnh và các em sẽ nháy chuột phải để mở bảng chọn tắt. Chúng ta chọn Bring to Front để đem lên lớp trên cùng hoặc Send to Back để đem xuống lớp cuối cùng. Và lưu ý hình ảnh chúng ta đang nằm ở lớp trên cùng, cho nên cô sẽ đem hình ảnh xuống phía dưới lớp cuối cùng. Thì cô chọn vào lệnh Send to Back. Khi đó chữ Hà Nội chúng ta đã hiển thị lên trên. Và lưu ý thao tác này chúng ta có thể thực hiện đối với các đối tượng khác như là đoạn phim hoặc là bản. Cô sẽ tóm tắt lại nội dung để chúng ta dễ ghi nhận. Bước thứ ba là bước quan trọng, chúng ta sẽ chọn một trong hai cái lệnh. Nếu các em muốn đem hình ảnh lên lớp trên cùng thì chúng ta sẽ chọn vào lệnh Bring to Front.
và chọn tiếp lệnh Rinjuron. Còn chúng ta muốn đem hình ảnh lên một lớp thì chúng ta sẽ chọn Bring Forward. Nếu các em muốn đem hình ảnh xuống lớp dưới thì chúng ta sẽ chọn lệnh Send to Back. Và tiếp tục chọn Send to Back để đem hình ảnh xuống lớp dưới cùng. Hoặc mình muốn đem xuống một lớp thì chúng ta chọn vào Send Backward. Các em hình dung các lớp hình ảnh này, các lớp đối tượng trên trang chiếu tương tự như các trang của sách giáo khoa được xếp chồng lên nhau. Các em sẽ hoàn thành phiếu học tập này giúp cô. Nếu các em có điều kiện sử dụng máy vi tính thì chúng ta sẽ thực hiện hoàn thành câu 3 này giúp cô trên máy. Qua nội dung bài học, các em cần nắm vững giùm cô. Thứ nhất, các thao tác để chúng ta chèn hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu. Thứ hai là các thao tác cơ bản đối với hình ảnh và đối tượng trên trang, đó là thay đổi vị trí, thay đổi kích thước và thay đổi thứ tự các lớp. Nội dung bài học đến đây kết thúc. Chúc các em học tốt.